Gần 2 triệu cho một chai kem chống nắng bé xíu có đáng không? Đó chính là em kem chống nắng vật lý phổ rộng SkinCeuticals Physical Fusion UV Defense Sunscreen. Em này có chỉ số SPF 50 với 6% titanium dioxide và 5% zinc oxide. Trong công thức này thì không có để lại màng trắng vì nó có thêm iron oxide. Đây là một chất tạo màu không những để làm đều màu da mà còn giúp ích cho việc bảo vệ da dưới ánh sáng xanh nữa. Những màng lọc này lành tính và quang phổ rộng. Tuy nhiên thì nồng độ cũng không quá cao nên độ bảo vệ của em này thuộc tầm trung bình kém. Bao bì không có ghi chỉ số PA, PVD hay UV PA có vòng tròn hay boost star rating. Em này không có cồn khô, không có hương liệu và là màng lọc vật lý nên là sẽ rất phù hợp với những bạn mà da nhạy cảm. Em này sử dụng các loại silicone để tạo kết cấu nên lúc mới thoa lên thì sẽ hơi bóng nhiều một chút nha. Nhưng khi silicone bay hơi thì kết cấu semi matte sẽ khá là đẹp và sẽ có khả năng chống nước ổn nha mọi người. Với tất cả những điều đó thì mọi người nghĩ